Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XSMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và quay trở lại với mọi người trên video của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ phân tích và chia sẻ để gửi đến mọi người hai vị trí đường cầu dàn đặc biệt cùng với dàn ba càng để chúng ta có thể lựa chọn và tham khảo chơi trực tiếp dành cho ngày mai là thứ 6 của ngày 29 tháng 3. Và trước màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ điểm qua một chút. Đầu tiên, tại vị trí đặc biệt trả về chúng ta đây đó là con số 79, làm ở chạm 7, chạm 9 và tổng 6. Đối với vị trí 79 ý, thì thực sự là quá đáng tiếc cho với vị trí cầu đề mà buổi tối ngày hôm qua mình chia sẻ cho mọi người. Như mọi người có thể nhìn thấy trước màn ảnh đây thì cái vị trí đường cầu thứ hai giải đặc biệt mình có chia sẻ cho mọi người trên video của buổi tối ngày hôm qua ấy. Đó thì có rất chi là nhiều những cái cặp số mình đã nghiên cứu và mình đã đưa cho mọi người cái vị trí của chạm 7 rồi và lại nằm ngoài cái vị trí của cặp 797. Chúng ta đã có rất chi là nhiều những cái cặp số nó trùng gần như là với vị trí của 797, ví dụ như là cặp 787 ở đây rồi. Và đối với vị trí cặp 787 thì mình cũng có nhấn mạnh luôn cho anh em là cái nằm trong cái dàn 6 số kết luôn. Và chúng ta lại có cả vị trí của 747. 747 thì đó là bóng của vị trí của 797, đúng không ạ? Đây là một cái điều cực kỳ đáng tiếc trên cái vị cầu đề mình đã phân tích cho mọi người trên video của buổi tối ngày hôm qua. Rồi thì tiếp tục phân tích về vị cầu đề để chúng ta lựa chọn và tham khảo dành cho ngày mai. Thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người một vị trí công thức kết hợp cực kỳ là hay của vị trí giải nhì với vị trí giải năm. Và cụ thể đường cầu này như thế nào? Thì trước khi chia sẻ cho mọi người cụ thể thì chúng ta cũng sẽ cần phải nhìn lại đường cầu này chạy ít nhất khoảng độ 2 ngày gần đây. Mình sẽ thống kê cho mọi người trực tiếp. Ví dụ đây là bảng kết quả mở thưởng của ngày 26 để nhận định dành cho ngày 27. Thì giải nhì thì chúng ta lấy cho mình là bộ 2 của giải nhì. Thì đây giải nhì này, bộ thứ nhất, bộ thứ hai. Tại bộ 2 giải nhì chúng ta sẽ xuất hiện là 2, 0, 9 và 4. Chúng ta sẽ xuất hiện là 2 này, 0 này, 9 này và 4. Rồi chúng ta sẽ kết hợp cho mình này với vị trí của bộ 4 giải 5. Đó, bộ thứ tư nằm trong giải 5. Thì đây là giải 5 này. Bộ 1, bộ 2, bộ 3 và bộ 4 thì chúng ta sẽ có là 7, 5 và 8. Chúng ta có 7 này, có 5 và có 8. Thì kết hợp hai cái vị trí này lại với nhau thì dàn đặc biệt của chúng ta sẽ có như sau. Trước hết với sự kết hợp mình sẽ đưa cho mọi người này. Vị trí con số 2 kết hợp với 7 chúng ta sẽ có là cặp 272. Vị trí của 2 với 5 chúng ta có cặp 252. 2 với 8 chúng ta có cặp 282. Tương tự vị trí của 0 kết hợp chúng ta có 070, có 050 và chúng ta có cặp 080. Với vị trí con số 9 kết hợp thì chúng ta có 979, có 959 và chúng ta có 989. Và cuối cùng là sự kết hợp của con số 4 thì chúng ta có 474, chúng ta có 454 và chúng ta có cặp 484. Thì chúng ta sẽ nhận định dành cho bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm sau là ngày 27. Thì ngày 27 giải đặc biệt trả về chúng ta ở đây đối chiếu là con số 45. Vậy trong dàn thì chúng ta đã có được cái vị trí cặp 454 ở đây, đúng không ạ? Đó. Thì bây giờ chúng ta nhìn nhận tiếp tục áp dụng cái công thức này, vẫn là công thức này nhá. Chúng ta áp dụng ở ngày 27 cho ngày 28 thì chúng ta sẽ có cho mình như sau. Ở bảng kết quả mở thưởng ngày 27 thì tại bộ 2 giải nhì, đây là giải nhì này. Bộ 1, bộ 2. Bộ 2 giải nhì báo chúng ta những con số sau. Con số 3, con số 9 và con số 5. Chúng ta có 3 này, có 9 này và có 5. Chúng ta sẽ kết hợp cho mình ở đây là bộ 4 giải 5. Thì đây là giải 5 này. Bộ 1, bộ 2, bộ 3 và bộ 4. Tại bộ 4 giải 5 chúng ta sẽ có những con số sau. Con 7, con 6, con 5 và con 9. Chúng ta có 7 này, có 6 này, có 5 và có 9. Rồi chúng ta sẽ kết hợp lại với nhau. Thì mọi người để ý cho mình. Thứ nhất là con số 3 kết hợp sang bên này thì chúng ta có cặp 373, có cặp 363, có cặp 353 và có cặp 393. Rồi. Tương tự vị trí của 9 kết hợp với 7, chúng ta có 979, 969, cặp 959 và kép 9944. Với vị trí của 5 kết hợp, chúng ta có 575, có 565, có kép 5500 và với nhiều cặp 595 thì có rồi.
Đó, và chúng ta lại tiếp tục nhận định dành cho ngày 28. Chúng ta thể để ý đây. Thì nhận định dành cho bảng kết quả mở thưởng của ngày 28 thì như mọi người có thể là nhìn ở đây là giải đặc biệt trả về chúng ta ở đây, đó chính là con số 79. Đó thì trong dàn chúng ta cũng đã có được cái vị trí của cặp 979 ở đây. Đúng không? Đó. Và mọi người để ý cho mình này. Với công thức này thì bây giờ chúng ta áp dụng cho mình vào bảng kết quả mở thưởng ngày 28 để nhận định dành cho ngày mai là ngày 29. Thì bây giờ chúng ta sẽ có như thế nào? Rồi đầu tiên thì về phần tiêu đề thì chúng ta vẫn sẽ có cho mình ở đây trước là cầu đề. Đối với vị trí cầu đề thì lựa chọn hoàn toàn là cầu đề ngày. Ngày mai là ngày 29 của tháng 3 năm 2024. Mình sẽ đánh số đây đường cầu thứ nhất. Công thức thì có cho mình như sau. Lẫy mình cũng đã chia sẻ cho mọi người khá là rõ rồi. Đó chính là bộ 2 giải nhì. Thì đây là giải nhì này. Bộ 1, bộ 2. Tức là chúng ta sẽ có là giải 2.2. Kết hợp ở đây là vị trí của giải 5.4. Quay trở lại với giải nhì trước. Thì bộ 2 giải nhì báo chúng ta những con số sau. Con 2, con 6, con 5 và con 0. Chúng ta có 2, có 6, có 5 và có 0. Chúng ta kết hợp ở đây là vị trí giải 5.4. Quay trở lại với vị trí giải 5. Thì đây là bộ 1, đây bộ 2, đây bộ 3 và đây bộ 4. Chúng ta có 7, có 0, có 2 và có 6. Có 7 này, 0 này, 2 và 6. Và chúng ta kết hợp lại với nhau. Thì dàn đặc biệt của chúng ta sẽ dừng lại những con số như sau. Rồi, đầu tiên là mọi người để ý cho mình này. Vị trí con số 2 kết hợp xong với 7. Chúng ta có cặp 272, cặp 202, kép 2277 và cặp 262. Tương tự, vị trí của 6 kết hợp với 7. Chúng ta có cặp 676, 606, 626 thì có rồi nhé. Chúng ta có kép 66 và 11. 5 kết hợp thì chúng ta có 575. Chúng ta có cặp 505, cặp 525 và cặp 565. Cuối cùng là 0 thì chúng ta có là 070, kép 00 và 55. Cặp 020 có rồi và cặp 060 cũng có rồi. Vậy dàn đặc biệt của chúng ta sẽ dừng lại những con số trên đây. Đó. Vậy trước hết thì về vị trí của đường cầu thứ nhất dành cho giải đặc biệt thì mọi người có thể lưu lại cho mình cái đằng giải đặc biệt này. Tí nữa thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người đối với vị trí của đường cầu về dàn kết 8 số. Thì như mình có chia sẻ cho mọi người ấy, là mình gửi mọi người hai đường cầu giải đặc biệt. Thế nên là tí nữa thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người cái công thức vị trí đường cầu thứ hai. Rồi, sau khi mọi người đã lưu lại cho mình đầy đủ được cái vị trí này rồi thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người đó chính là dàn kết 8 số. Ok, dàn kết 8 số này thì thực chất ý là mình cũng lên là dựa trên cái quan điểm của cá nhân mình thôi. Thì mình sẽ gửi cho mọi người dàn 8 số rút gọn. Rồi đối với vị trí dàn 8 số rút gọn thì theo góc độ của quan điểm cá nhân mình nhé, thì chúng ta có thể lưu lại cho mình này. Thứ nhất ở đây là về vị trí của cặp 262. Tiếp tục vị trí của cặp 606. Rồi vị trí của cặp 565. Và một cặp nữa, đó chính là về vị trí của cặp 505. Đây là về vị trí dàn 8 số rút gọn mà cá nhân mình gửi trực tiếp tất cả mọi người. Ngày hôm nay trả về chúng ta là càng 8. Thì càng 8 thì nó vẫn nằm trong cái hệ 38 trong khoảng cái biên độ là 1 tuần gần đây. 1 tuần gần đây thì mọi người để ý cho mình này. Thứ nhất là có thể là càng 2, càng 7, càng 3, càng 8 và càng 6, càng 1. Đúng không? Đó. Rồi. Thì về vị trí của 3 càng, mình quyết định lên cho mọi người ở vị trí của 3 càng đầu 9 và đầu 4. Tiếp tục dành cho ngày mai. Đối với 3 càng đầu 9 đầu 4 mọi người nhá. Ok, anh em thể lưu lại cho mình về vị trí đường cầu thứ nhất này. Để có cho mọi người một cái đường cầu giải đặc biệt nữa, chính là cái đường cầu thứ hai. Thì trước khi chia sẻ cho mọi người cái vị trí của đường cầu thứ hai giải đặc biệt này thì mình xin giới thiệu với tất cả mọi người, đó chính là các bước để chúng ta có thể nhá tìm là trên fanpage Facebook của mình.
Thì ví dụ đây là giao diện chính Facebook của mọi người, và mọi người bấm cho mình vào cái phần ô tìm kiếm này. Được chưa? Mọi người bấm cho mình vào phần ô tìm kiếm này. Sau khi mọi người bấm vào xong thì mọi người sẽ viết cho mình chữ sau: admin Long Thuyền Trưởng. Đó, admin Long Thuyền Trưởng. Sau khi mọi người đã viết đầy đủ cho mình từ khóa như vậy rồi thì chúng ta bấm cho mình vào chữ tìm, và sẽ xuất hiện ngay ở trên đầu tiên này. Đó, thì chúng ta bấm vào cho mình. Đó, đây. Thì anh em nào mà muốn nhận số tham gia số kín hàng ngày thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình ở đây. Đó, và mọi người nhớ là theo dõi cũng như là thích trang để chúng ta không bỏ lỡ những cái bài đăng nào mới nhất của mình, anh em nhé. Và còn một cái bước nữa, chúng ta cũng có thể là tìm đến fanpage của mình, cũng cực kỳ đơn giản. Anh em đợi mình một chút này. Thì mình có ghim cái link, đường link ở bên dưới phần video ấy, nên là mọi người tìm cũng sẽ cực kỳ là dễ dàng thôi. Rồi, mình sẽ ví dụ cho mọi người nhé. Ví dụ, sau khi mọi người theo dõi xong video của mình, đó, sau khi đây là mọi người theo dõi xong video, mọi người bấm cho mình vào cái phần bình luận này nhé. Khi mọi người bấm vào phần bình luận thì cái đường link màu xanh mình ghim ngay ở đầu tiên này này, đường link màu xanh ở ngay đầu tiên này, chúng ta bấm vào cho mình thì sẽ xuất hiện cái phần Safari và phần Google đây. Anh em nào dùng điện thoại iPhone thì mọi người có thể là bấm vào phần Safari, còn anh em nào mà dùng điện thoại hệ điều hành Android thì mọi người có thể bấm vào Google. Thì ví dụ mình sẽ bấm vào phần Safari, cái hình la bàn này nhé, nó sẽ tự động chuyển đến luôn. Sau khi mọi người đăng nhập link thì sẽ tự động chuyển đến về phần fanpage của anh em. Ok, ở đây thì mạng hơi bị kém một chút anh em ạ. Rồi, anh em đợi một chút nhé. Đó, mọi người chỉ cần bấm vào cái đường link màu xanh đấy là sẽ được thôi mọi người nhé. Rồi, thì hiện tại thì mạng hơi bị kém một chút. Thế nên là mình, theo góc độ của mình thì anh em cứ lên Facebook, anh em tìm cho mình. Đó, nhớ mọi người lên Facebook, mọi người tìm cho mình là admin Long Thuyền Trưởng. Và đây là giao diện chính của kênh. Anh em nào tham gia thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cho mình. Ok, và tiếp tục đến với vị trí của đường cầu thứ hai dành cho giải đặc biệt. Thì mình cũng cần phải phân tích lại đường cầu này khoảng độ 2 ngày quay trở lại đây tiếp tục, để chúng ta có thể là hiểu sâu hơn về cả hai đường cầu. Thì đối với vị trí đường cầu này thì thực chất ý, thì chúng ta yên tâm cho mình là cũng không có quá là nhiều số, nên là chúng ta có thể là lựa chọn nó tốt được mọi người nhé. Ví dụ này, chúng ta sẽ lấy cho mình này, đây là bảng kết quả mở thưởng ngày 27 nhận định cho ngày 28 nhé. Thì chúng ta sẽ lấy cho mình như sau: bộ 2 giải 6, tức là giải 6.2. Chúng ta sẽ kết hợp cho mình như sau. Với vị trí này, bộ 2 của giải 4, đó, tức là giải 4.2. Rồi, thì bây giờ chúng ta để ý cho mình là giải 6.2, chúng ta sẽ có đây là 0, 8 và 7. Có 0 này, 8 này, và 7. Chúng ta kết hợp cho mình với giải 4.2, thì đây là giải 4 này, bộ 1, bộ 2. Tại bộ 2 giải 4 chúng ta có 6, có 8, có 7 và có 9. Có 6, 7, 8, 9 này. Rồi, kết hợp lại thì có phải sẽ xuất hiện chúng ta là 060 đúng không? 070, 080, 090. Tương tự 8 chúng ta có 868, 878, kép 88 và 33. Vị trí của cặp 898, 7 chúng ta có 767, có kép 7722. 787 có rồi và chúng ta có 797. Đó. Thì có phải trùng với giải đặc biệt của ngày hôm nay là con số 79. Ở đây là cặp 797 ở đây. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng trực tiếp với vị trí công thức này vào bảng kết quả mở thưởng của ngày 28 để nhận định nhanh cho ngày mai là ngày 29 nhé. Chúng ta sẽ có cho mình này, cầu đề. Lựa chọn hoàn toàn là cầu đề ngày hết mọi người nhé. Ngày mai là ngày 29 của tháng 3 năm 2024. Mình sẽ đánh số đây đường cầu 2. Công thức thì là giải 6.2 kết hợp với giải 4.2. Ở hai giải này chúng ta đều rút ra là bộ số thứ 2. Thì quay trở lên với vị trí của
giải 6, chúng ta bộ 1, bộ 2 có 0, có 1 và có 5. Có 0 này, 1 và 5. Kết hợp ở đây là vị trí của giải 4. Bộ 1, bộ 2 chúng ta có 1, có 2 và có 5. Vậy nó tối giản được rất chi là nhiều số. Và nếu lại trùng với đường cầu bên kia nữa ấy, thì thực chất là chúng ta lại trùng quá nhiều số luôn. Thì giá đặc biệt của chúng ta sẽ có như sau. Sự kết hợp đầu tiên là 0, chúng ta có 010, 020, 050. Cặp 020 và cặp 050 nếu mà mình nhớ không nhầm thì đã trùng ở đường cầu kia rồi. 1 chúng ta có kép 11 và 66. Rồi, cũng trùng rồi. Có 121 và có 151. 5 chúng ta có 515 có rồi, chúng ta có 525. 525 cũng trùng rồi. Kép 55 và 00 thì cũng trùng rồi. Đó. Vậy đường cầu này chúng ta trùng khá là nhiều số và chúng ta loại đi thì chỉ còn lại những con số sau này. 020 này, trùng này. Rồi, 050 cũng trùng này, kép 0055 trùng này. Kép 1166 trùng này. Đó, cặp 525 trùng này đấy. Vậy thì chúng ta để ý cho mình ở đây chúng ta chỉ còn có 1 2 3 cặp. Và đây là dàn 6 số. Chúng ta có thể lưu lại cho mình ở đây. Đó, 6 số. Dàn này thì mình có thể gọi cho mọi người là dàn 6 số kết luôn mọi người nhá. Còn đối với vị trí của chạm đề thì trùng nhiều như vậy, đường cầu chúng ta trùng khá là nhiều với vị trí của 0 này, với vị trí của 5 này. Rồi thì mình sẽ gửi đến mọi người chạm đề nhá. Anh em có thể tham khảo cho mình là chạm đề 0 và chạm đề 5. Càng thì có là càng 49. Ok. Chạm đề 05 và càng 49. Được chưa ạ? Rồi. Và vừa qua thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người đầy đủ về hai đường cầu giải đặc biệt để chúng ta có thể lựa chọn và tham khảo chơi trực tiếp dành cho ngày mai. Còn của chúng ta một cái vấn đề nữa, đó chính là về thông tin số điện thoại để cho tất cả anh em nào mà anh em đang bị xa bờ, anh em đang bị bí số, loạn cầu, mọi người chưa biết chơi những con số gì cho những ngày tiếp theo, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình trên đây. Được chưa? Nhớ cho mình là mình chỉ dùng một số điện thoại duy nhất để tất cả mọi người có thể liên hệ được qua cho mình. Anh em có thể là nhắn tin hay là gọi điện thoại trực tiếp qua cho mình tại số điện thoại là 0879 738 và 653. Đó, nhớ nhá, mọi người có thể là nhắn tin hay là gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được, là số 0879 738 và 653. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc mọi người là buổi tối ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người là ngày mai chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay tất cả những cái con số mà mình đưa ra cũng vậy. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở video của buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.